Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu nhiều tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng ngay trong tháng 1 năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Yên Bái vẫn có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngân sách tăng 30,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,3%. Đây là những tín hiệu vui trong tháng đầu của năm mới, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, các cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh cũng như tình hình thực tiễn để chủ động điều chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi, tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm, không để tình trạng trì trệ sau Tết. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả đúng quy định. Bằng những hoạt động thiết thực sáng tạo, thời gian qua, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã giúp đỡ hàng trăm hội viên phát triển các mô hình kinh tế mới có thu nhập bình quân mỗi năm trên 200 triệu đồng. Để hỗ trợ hội viên, thời gian qua Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội rà soát số hộ nghèo, hội viên nghèo trên địa bàn, tìm hiểu nguyên nhân, tiêu chí thiếu hụt để lựa chọn hình thức giúp đỡ. Tính đến hết năm 2021, với 4 hình thức tiết kiệm, các chi hội đã tiết kiệm được trên 87 tỷ đồng, cho 42 chị em hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Gần 28.000 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phát triển kinh tế. Hội cũng đã tổ chức 84 lớp đào tạo nghề, 3 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cây quế. Hội hỗ trợ phát triển gần 300 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo. Kết quả năm 2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp đỡ cho trên 370 hộ hội viên thoát nghèo, phát triển 132 mô hình mới, có thu nhập trên 200 triệu đồng một hộ một năm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp chị em xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong năm 2021, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, huyện Văn Yên đã huy động được hàng tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, huyện Văn Yên đã xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ngòi A, Tân Hợp và Viễn Sơn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 15 trên 24 xã. Hiện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Đông Cuông và Đại Phác. Năm qua, huyện cũng có thêm 10 thôn nông thôn mới và 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã đóng góp hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều ngày công hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, làm các công trình phúc lợi. Huyện cũng thường xuyên tổ chức chương trình ngày cuối tuần cùng dân, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương trong thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu được công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, 3 phòng khám đa khoa khu vực và 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Yên Bình đóng vai trò quan trọng là tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đến nay, Yên Bình có gần 92% số xã được công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng nhiều hơn các dịch vụ khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Cũng như nhiều người dân khác trong xã, ông Trần Văn Thịnh ở thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, thường xuyên đến trạm y tế xã để khám sức khỏe và được tư vấn lấy thuốc, điều trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Đến đây, ông không chỉ được các y bác sĩ thăm khám tận tình và điều trị những bệnh thông thường, mà còn giúp ông tiết kiệm thời gian chi phí không phải đến các bệnh viện tuyến trên. Hàng tháng là tôi cũng lên trạm y tế để lấy cái thuốc điều áp ấy, vì là cái bệnh của tôi là năm nay là cũng tuổi cũng tương đối cao rồi, thì hàng tháng là tôi lên trạm y tế là lấy cái thuốc điều áp về để sử dụng, và cũng được sự quan tâm của các y bác sĩ trong trạm là tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi. Đạt chuẩn quốc gia về y tế xã từ năm 2016, thời gian qua trạm y tế xã Đại Minh đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Trước đây khi ốm đau, người dân ít khi đi khám mà thường ở nhà để chữa bệnh. Nhưng từ khi được đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế tuyên truyền, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp là điều kiện thuận lợi để trạm y tế xã thực hiện các chương trình quốc gia về y tế. Năm 2021, trạm y tế xã Đại Minh đã khám và điều trị cho trên 2.300 lượt người, trong đó khám tại trạm trên 1.500 người, khám ngoại trạm 600 người và trên 90% bà mẹ và trẻ em được uống vitamin A, sắt và được tiêm chủng đầy đủ. Cùng với lại cán bộ trạm xá xã mình thì cùng nhau là
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, như là tiêm chủng cho trẻ em và tiêm chủng cho phòng chống dịch COVID. Và ở đây thì nó có cái dịch COVID nhiều thì các cán bộ và cũng rất là vất vả trong cái công việc chống dịch. Chúng tôi cũng cùng góp tí sức nhỏ bé vào để cùng với các cán bộ trạm và nhân dân để chống dịch cho nhân dân. Thì tôi thấy là qua đấy thì nhân dân cũng rất là có ý thức để cùng chung tay chống dịch. Trạm y tế xã Đại Minh hiện có 5 cán bộ y bác sĩ. Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm thường xuyên học tập, trau dồi chuyên môn, nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh, duy trì chế độ trực khám và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã cố gắng, đã vất vả hơn rất là nhiều, và những công tác truy vết này, lấy mẫu xét nghiệm này, rồi là cả công tác tiêm chủng vaccine COVID cho toàn dân ạ. Và trong một năm tới thì tôi cùng với toàn bộ cán bộ trạm y tế sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đảm bảo các chương trình y tế mục tiêu như là chương trình phòng chống suy dinh dưỡng này, chăm sóc sức khỏe sinh sản này, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em này, mà còn rất nhiều các chương trình khác nữa. Thì chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều trao đổi kiến thức để làm sao để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng tốt hơn ạ. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân như là các chương trình về y tế của quốc gia, và cũng như là lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của người dân trên địa bàn, đảm bảo trong năm 2021 thì trạm y tế đã cùng với các ban ngành đoàn thể hoàn thành toàn bộ các cái tiêu chí về xây dựng, tiêu chí của y tế về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong 2 năm qua khi mà dịch COVID bùng phát thì cán bộ nhân viên từ trạm y tế đến thôn đã rất là nỗ lực để đến thời điểm này xã Đại Minh đã kiểm chế tốt được cái dịch COVID-19, và cũng mong rằng trong thời gian tới thì các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để làm sao hoàn thành toàn bộ các mục tiêu về y tế quốc gia trên địa bàn xã, cũng như là góp phần xây dựng xã Đại Minh hoàn thành mục tiêu là xây dựng thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Huyện Yên Bình hiện có 21 trạm y tế và 3 phòng khám đa khoa khu vực với 130 y tế cơ sở. Hết năm 2021, toàn huyện có 22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chiếm gần 92%. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn huyện đã khám chữa bệnh cho gần 200.000 lượt người, đạt 111,6% so với kế hoạch. Cán bộ y tế cơ sở của chúng tôi cũng đã phát huy vai trò đoàn kết, học tập cũng như làm tốt công tác chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như tất cả những công trình y tế mục tiêu quốc gia đảm bảo tốt nhất. Đặc biệt trong 2 năm qua triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như của Sở Y tế, rồi của Ủy ban nhân dân tỉnh với là của Ủy ban nhân dân huyện về cái điều trị COVID-19 tại nhà, thì cái công việc của y tế cơ sở tăng lên gấp rất là nhiều lần. Và với cái nhân lực điều kiện ít như vậy, nhưng cán bộ y tế của cơ sở của chúng tôi thì hàng ngày xuyên đêm vừa đi truy vết, vừa đi lấy mẫu, rồi tư vấn, hỗ trợ chăm sóc các F0 điều trị tại nhà. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tham mưu với các cấp chính quyền để làm sao là tăng cường hơn nữa cho về y tế cơ sở, như là xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp thêm trang thiết bị cũng như là về nhân lực, và đồng thời tăng cường cái chiến lược đào tạo liên tục cập nhật để cán bộ y tế vừa có kiến thức về chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp và cống hiến được chăm sóc phục vụ người dân trên các địa bàn được quản lý được tốt nhất. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngày càng được nâng lên, công tác kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5 K, gồm khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách,
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người, khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.